cho trùng ăn tại Củ Chi. Đây là cho ăn nước con bò sau khi được trở về tầng 3 như thế này. Con bò sữa tươi sẽ được sổ ra hầm, và cái hầm phân này tùy kích thước mình có thể xây lớn nhỏ tùy vào cái diện tích và cái quy mô của trang trại của mình. Và đây là anh công nhân đang múc phân sau khi đã pha lộn với nước ở dạng sệt sệt như thế này. Và mùa nắng thì chúng ta nên pha nước với phân để tạo cái độ sệt, để cung cấp độ ẩm và trùng sẽ dễ dàng thích nghi và ăn hơn. Nó ăn thì thật sự cũng không phải, bởi vì trùng nó nút thức ăn, đúng hơn là nó ăn, nó nút qua đường miệng và nó đi ra phân đường hậu môn. Thì tôi sẽ quay clip này để giới thiệu cho mọi người cách cho ăn nước. Đó là cho ăn từng rãnh trên bề mặt, và mỗi rãnh cách nhau tầm một găng tay. Nên nhớ là không được cho ăn phủ kín hết bề mặt, vì trùng sẽ đi ngợp và chết, vì trùng nó thở và hô hấp qua da. Thì cái xe cho trùng ăn thì chúng ta có thể thấy là một cái thùng nhựa 200 lít, chúng ta khoét một cái bên hông để tạo nên cái miệng, và dưới là lắp bánh xe, và chúng ta sẽ kéo cho ăn. Cái gáo bút phân nối với cây tầm vong. Quy mô trang trại. Vào mùa nắng thì rất là dễ kéo đi, nhưng mà vào mùa mưa thì đường rất là lúng và sình nên rất là khó vận hành. Nên cái nhược điểm nuôi trong vườn cao su vào mùa mưa thì rất là lầy lội. Mùa khô thì bề mặt rất là khô và sơ. Đây là những cái sơ trùng nó ăn hết rồi, thì sơ rơm còn lại trong phân bò sẽ nằm ở trên bề mặt. Thì có bất cứ vấn đề về thắc mắc kỹ thuật nuôi trùng thì mọi người có thể liên hệ với tôi với số điện thoại bên dưới, tôi sẽ tư vấn trực tiếp và hướng dẫn mọi người chi tiết hơn. Ở đây công nhân họ cho ăn quen nên không cần đeo ủng găng tay. Nếu như ai kỹ thì có thể đeo găng tay vào. Và mùa mưa thì nên khuyến khích họ đeo ủng để tránh dơ. Vườn cao su thì rất là mát. Chúng ta sẽ cho ăn theo từng vịnh thế này, hàng cách hàng khoảng tầm găng tay, và không nên phủ kín bề mặt như mình đã nói lúc nãy. Nếu cho ăn kiểu này thì khoảng tầm 2 ngày thì chúng ta lại cho ăn một lần. Vào mùa mưa thì chúng ta ngược lại, không cho ăn nước kiểu này mà cho ăn khô, tức là sổ phân bao trực tiếp. Và mỗi ô thế này thì chúng ta có thể cho ăn từ 3 đến 4 bao phân vào bên trong và lấy cái cào cỏ khều đều khắp bề mặt. Và sang ngày hôm sau chúng ta sẽ bơm nước theo đường ống và sạch sơ cho phân nó tơi, nó sệt ra để trùng nó ăn một cách dễ hơn. Từng đường phân như thế này. Đây là clip ngắn thì mọi người có thể tham khảo, và mọi thông tin xin liên hệ với số điện thoại bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.